có phải làn da của bạn thiếu độ ẩm và kém mịn màng? Điều này có thể là do các yếu tố bên ngoài như tiếp xúc với ô nhiễm, tia UV có hại, mất nước và thói quen ăn uống không lành mạnh. Các yếu tố bên ngoài như vậy tác động đến lớp da bên ngoài, do đó làm cho da trông không được khỏe mạnh và xỉn màu. Để tránh các chất ô nhiễm như vậy, bạn cần thực hiện một thói quen chăm sóc da đúng cách. Mời bạn xem clip dưới đây để hiểu 5 cách hiệu quả mà bạn có thể làm theo để có một làn da khỏe mạnh nhé. 5 bí quyết vàng cần tuân thủ để có làn da khỏe mạnh và sáng mịn. 1. Uống đủ nước. Uống đủ nước là chìa khóa để có được một làn da tươi sáng và khỏe mạnh. Hãy chắc chắn rằng bạn uống ít nhất 8 ly nước mỗi ngày vì điều này sẽ giữ cho làn da của bạn luôn được cấp ẩm. Bạn nên chọn nguồn nước uống tinh khiết 100%, an toàn và sạch sẽ. Nếu bạn không thích hương vị của nước, bạn có thể thêm một số loại trái cây cũng giàu nước như cam, dưa hấu, dưa chuột, dâu và bưởi. Cung cấp đủ nước cho cơ thể là một cách đơn giản nhất để giữ nước và giữ cho làn da của bạn sáng. 2. Bổ sung protein vào chế độ ăn uống của bạn. Thiếu protein là một trong những lý do chính gây ra tình trạng làn da xỉn màu và không khỏe mạnh. Protein được cấu thành từ các loại axit amin đóng vai trò tạo collagen trong cơ thể. Collagen làm căng da của bạn và cũng làm cho da mịn màng hơn. Đây là lý do tại sao bạn cần bổ sung các loại thực phẩm giàu protein như bơ, cá, hạt hướng dương, đậu lăng, trứng và đậu nành. 3. Nước ép cho làn da sáng. Sử dụng nước ép trái cây và rau quả là một cách hiệu quả khác để cải thiện kết cấu làn da của bạn. Nước ép có nhiều chất xơ và các chất dinh dưỡng cần thiết khác giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể và giúp duy trì làn da sạch và khỏe mạnh. Tuy nhiên, thay vì uống các loại nước ép thông thường, hãy dùng các loại nước ép giữ được nhiều chất dinh dưỡng và chất xơ. Uống nhiều cà rốt, củ cải đường, dưa chuột, cà chua tươi, lựu, đu đủ, nha đam, gừng, chanh và nước ép táo cho bạn làn da mơ ước. 4. Duy trì thói quen chăm sóc giấc ngủ. Thực hiện theo một thói quen chăm sóc trước giấc ngủ thường xuyên như làm sạch và giữ ẩm. Làm sạch da giúp loại bỏ các tế bào da chết, tạp chất và dầu thừa mà da bạn tích tụ trong suốt cả ngày do ô nhiễm. Sử dụng các loại mỹ phẩm chất lượng tốt và nhẹ nhàng mát xa làn da của bạn trong vài phút. Điều này sẽ thúc đẩy lưu thông máu và thậm chí giúp loại bỏ bụi bẩn, từ đó làm cho làn da của bạn trông tươi sáng hơn. Sử dụng nước tẩy trang làm sạch lớp trang điểm còn lại và giữ cho làn da của bạn được cấp ẩm, giúp tránh tình trạng mất độ ẩm từ da để giữ cho da luôn đàn hồi và mềm mại. 5. Ngủ đủ giấc. Da của bạn bắt đầu tái tạo khi bạn ngủ. Đó là lý do tại sao bạn cần ngủ đủ giấc. Thiếu ngủ sẽ ảnh hưởng đến làn da của bạn. Ngủ ít nhất 8 tiếng mỗi ngày để giúp tránh các vấn đề có thể gặp về da. Làn da là sự phản ánh của sức khỏe tổng thể của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn đang ăn uống lành mạnh và tuân theo một thói quen chăm sóc da tốt để luôn giữ được vẻ tươi sáng của da. Hãy giữ thói quen ăn uống lành mạnh ngay cả khi bạn bị hạn chế về thời gian. Làm theo những chia sẻ này có thể giúp giữ cho làn da của bạn luôn tươi trẻ mịn màng. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm chăm sóc da, hãy liên hệ Đông y gia truyền Tấn Khang để được tư vấn.